Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ lập các tổ cung ứng hàng hóa để cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân đến ngày 6 tháng 9. Đây là giải pháp được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm tăng cường kiểm soát giãn cách từ ngày hôm nay, 23 tháng 8. Theo đó, Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẽ phải lập tổ cung ứng hàng hóa tại địa phương, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Tổ này triển khai phương án cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giả soát, thống kê nhân khẩu, lưu trú vãng lai để đảm bảo hoạt động chăm lo, cung ứng hàng hóa cho người dân. Tổng hợp thông tin báo cáo về Sở Công Thương để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương trong việc điều phối đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho thành phố.